hóa, sơn hóa, thạch hóa, thuận hóa, tuyên hóa, Quảng Bình là khu vực cư ngụ khoảng 100 cá thể vọc đen gáy trắng thuộc loại động vật sách đỏ Việt Nam cần được bảo tồn. Những lèn đá vôi trùng điệp chạy dài từ xã Thạch Hóa đến xã Đồng Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình không biết từ bao giờ đã trở thành nơi cư trú và sinh trưởng của loài vọc gáy trắng. Núi Thiết Sơn hay còn gọi là dãy núi Tam Quan, từ xa xưa đến nay vẫn là vùng rừng nguyên sinh với những dãy đá vôi trùng điệp nối tiếp nhau, tạo thành những núi rừng trải dài. Thảm thực vật phong phú, nguồn thức ăn dồi dào. Với khí hậu nhiệt đới có tính ổn định, nơi đây đã trở thành nơi tập trung và cư ngụ của nhiều loại động vật chim muông. Đặc biệt là loài vọc đen má trắng sinh sống rất đông. Tuy nhiên, có một thời gian khá dài, nạn phá rừng và săn bắt thú rừng diễn ra rầm rộ đã làm cho tài nguyên rừng bị suy kiệt, nhiều loài động vật quý hiếm bị tuyệt chủng. Trong đó, loài vọc đen má trắng là loài bị ảnh hưởng nhiều nhất, chỉ còn lại một vài cá thể. Trước thực trạng đó, sau khi phát hiện có cá thể vọc còn tồn tại trong khu rừng này, một nhóm người dân đã tình nguyện đứng ra canh chừng và bảo vệ chúng khỏi nguy cơ tuyệt chủng. Khác với nhiều loại động vật khác, vọc đen má trắng là loại động vật rất thông minh, sống theo từng đàn. Và vị trí trú ngụ và kiếm ăn của chúng thường trong những hang đá sâu, trên cao và kiếm ăn trên những thân cao rậm rạp. Tuy nhiên, do tính bầy đàn cao nên nếu một con trong đàn bị dính bẫy thì nhiều con khác bị mắc theo, bởi loài vọc sống rất đoàn kết, ít khi bỏ đàn giữa chừng, nhất là khi đồng loại bị tấn công. Nằm khép mình bên núi đá, giữa cánh đồng xanh, cây gạo hoa cam này đã trở nên quen thuộc, gắn liền với đời sống của người dân xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Trải qua nhiều thời kỳ, đến nay cây gạo vẫn phát triển tươi tốt. Cứ đến tháng 3, tháng 4 hàng năm, cây cho ra hoa tươi rất đẹp mắt. Đến mùa hoa nở, nhiều loài chim và vọc gáy trắng thường tìm đến để kiếm ăn. Gắn bó và tình nguyện là người bảo vệ cây gạo hoa cam, ông Nguyễn Thanh Tuấn, 62 tuổi cho biết, cây gạo gắn liền với chiều dài lịch sử của vùng đất. Tôi thấy cây gạo này là nó có từ bao đời thì tôi cũng không rõ. Bởi vì cái tuổi của tôi, khi mà tôi còn nhỏ thì đi qua đây thì cũng thấy cây gạo như thế này. Nhưng mà từ khi năm 2015 ấy, thì tôi thấy là cây gạo quá đẹp, mà cổ thụ quá đẹp. Cho nên tôi mới đề nghị với bên ngành kiểm lâm, là đề nghị là làm thế nào để mà bảo vệ được cái bảo tồn được cái cây gạo này. Ở đấy thì trước đấy là có phía kia có một cây nữa, nhưng mà cây đó là nhỏ hơn cây này. Nhưng mà sau đó người ta lấy vỏ để làm thuốc. Thế bây giờ là cái cây đó bị bảo nữa, là cây đó đổ rồi, đổ mất. 2017 là đổ.
nên còn bây giờ còn cái này. Theo chia sẻ của người dân địa phương, lúc trước dân trong làng xây dựng một cầu tre bắc từ ruộng vào vùng cây gạo để lấy nước, bởi vì dưới chân cây gạo có vũng rất sâu và có suối chảy về, thuận tiện cho việc bơm tưới đồng ruộng. Đặc biệt trải qua nhiều năm nhưng không có một cây con nào mọc lên dưới chân cây gạo, mà chỉ nhìn thấy nhiều rễ lớn trồi lên mặt đất. Chứng kiến và ghi nhớ nhiều câu chuyện liên quan đến cây gạo hoa cam được truyền lại, ông Mai Xuân Thưởng, 92 tuổi cho biết, lúc trước có nhiều cây cổ thụ lớn trong làng, nhưng do bão lũ đã gây gãy đổ và chết đi. Đây là cây duy nhất còn sống và được người dân yêu quý và bảo vệ. Cái cây gạo ở trong đây là từ khi ông biết đó là ông ngồi của ông làm việc trong làng, là một cái người tế tụ ở ngôi đình làng. Và đó là cái cây là có một cái là điện của bà Sơn kèm đó được. Cho nên hàng năm cứ vào thế từ đó, thì các ông đi vào, ông lấy đi vào đi, thì biết trực sát. Tức là có một cái cơn gạo đứa sát trên mặt đất kia, là tố lâu lắm rồi. Được cái tố bao la đi, có nhiều cái lên xa trong tận đất đi. Quá nhiều đám biển thiên, lụt vào đất bảy gãy đi, biển gãy đi. Có đối chỗ là anh cục thích. Thế trước đấy á, là kiếm lấy cái gạo nữa, ta sẽ có đào một cái lò vôi. Anh thương cái nấu vôi gì mà đúng. Trước đấy là khi bắn khổ, thì đó thì là tốt để cả cái kinh chua, miếu bao nữa. Mới đây, cây gạo hoa cam này đã được Hội Di sản Văn hóa Việt Nam công nhận là cây di sản. Hiện nay, chính quyền địa phương đang triển khai mở đường vào cây gạo hoa cam để đón bằng cây di sản trong năm 2024. Thạch Hóa ơi, tôi nhớ đất mẹ ngày.